chào các anh em đang uh, xem miền Tây Sola ha uh, em là thắng nè anh em thì uh, bữa nay uh, là ngày thứ uh, mấy ngày thứ ba thứ hai thứ ba bữa nay là thứ hai bữa nay thứ ba đi à, nhầm nhầm em nhầm nha anh em bữa nay là ngày thứ hai sáu ngày 26 tháng uh, 6 hai nghìn thì uh, em làm cái video này cũng mang tính chất là cũng tâm trạng cũng hơi buồn uh, lời đầu tiên uh, thì uh, Em chân thành cảm ơn các anh em ở trên kênh miền Tây Solar Trong những ngày qua đã rất là nhiệt tình mua hàng Thì em là giáo viên cũng như anh em biết rồi Mấy em lớp 12 đang bước vào kỳ thi tốt nghiệp Và em thì phải đi gác thi Ngoài em ra nhỏ áo đỏ đó nó cũng đi gác thi nữa Còn nhỏ đó anh em Cho nên là hai cái trụ cột của kênh mà đi gác thi thì còn những thành viên khác còn vẫn còn ở nhà ba thành viên nhưng mà không chốt đơn được cho anh em. Do các thành viên đó hồi đó giờ cũng quen vấn đề gói hơn vấn đề chốt đơn và tư vấn, đặc biệt là tư vấn khó tư vấn. Cho nên bây giờ thì em làm cái video này em mong là anh em hết sức thông cảm là ở trong cái ngày thứ ba ngày thứ tư là em đóng cửa nha anh em. Em đóng cửa cái shop của em nha. Thì Tất cả những cái đơn hàng này em nói nói mà mà cho chính xác nè, coi chừng nói nhầm nè. Tất cả những cái đơn hàng mà anh em cần mua á thì mọi người nếu mà thực sự cần mua trong cái thời điểm này thì mọi người cứ nhắn SMS, cứ nhắn Zalo à, cho em chứ à, đừng có gọi vào hai ngày đó. Tại hai ngày đó em gác thi em không có được đem điện thoại theo. Đó mình phải nói chuẩn vậy. Không có đem điện thoại theo thì nghe không có được anh em gọi là nhiều khi anh em không có ai bắt máy rồi mọi người à, phiền lòng. Nha, nhắn tin Zalo, nhắn tin SMS ngày chiều thứ năm là em gác xong là chiều thứ năm là em về em về là em sẽ gọi lại cho anh em nếu tới đó mà mọi người ví dụ như nhắn ngày thứ ba nhưng mà thứ năm em gọi lại mọi người vẫn còn muốn mua là tối thứ năm em sẽ gói và sáng thứ sáu là em đi gửi cho mọi người đó nói vậy là là mọi người đã hiểu rõ không nếu mà chiều thứ năm em gọi lại mà anh em nhắn hồi ngày thứ ba thứ tư nhắn 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 vô á gọi lại mà chiều thứ năm mà anh em còn muốn mua là em gói liền em gói trong tối thứ năm đó và sáng thứ sáu em đi gửi còn anh em nào mà đã mua ở những cái đơn vị khác những cái shop khác rồi thì thôi mình hẹn dịp khác đó thì cái này là mình uh, làm việc nhà nước mình đi phục vụ cho hội đồng thi cho nên làm là công việc là buộc phải làm em không có tiết chế được cái thời gian khác cũng như là bố trí một cái cách nào đó khác ha thì uh, bây giờ uh, thì tâm sự thì đã tâm sự rồi video này mang tính chất là em xin phép mọi người là em đóng cửa shop trong hai ngày ha ngày thứ ba và ngày thứ tư ngày thứ năm thì em mở cửa buổi chiều ha thứ năm này em gác thi xong là buổi chiều gì em chốt đơn được rồi đó thứ ba thứ tư là hoàn toàn đóng cửa anh em đừng có gọi em vào hai ngày đó gọi vào hai ngày đó thì rất là căng nhắn tin thì ok nha ừ, tại vì em không có được đem điện thoại vào khu vực thi mà nhắn tin thì nó luôn ở đó nhưng mà gọi thì đừng có gọi đó thì uh, bây giờ thì tới nội dung uh, thứ hai là em uh, chân thành cảm ơn các anh em trong hai ba tuần qua là anh em mua hàng rất là gọi là sôi nổi cực kỳ sôi nổi những cái pin của em nè bây giờ sẵn em giới thiệu luôn nè ở pin em chất ở đằng đó đó là từ pin 200W áp cao 200W áp thấp cho đến pin 150W cho đến pin 100W thì bây giờ nó trống hết nè bây giờ nó trống trơn luôn em review cho anh em thấy ha em cầm hơi rung tay xíu mọi người thông cảm mà tại sáng giờ em khiêng mấy chục tấm pin cho các anh em tới nhà đó. giờ làm như hơi đói hơi rung đó thì trống trơn hết nè nè trống trơn nè anh em thấy trống trơn không ở đây chỉ còn lọt đọt một số pin thôi một số pin 150 trăm w hai trăm w áp cao 200 trăm áp thấp vẫn còn nhưng rất ít và chiều nay là ở ngoài đại lý ở ngoài miền bắc nó nhà phân phối miền bắc nó chở cho em một số pin 200 trăm áp thấp em bổ sung vào chứ bây giờ thì hết rồi ha còn à, nội dung tiếp theo nữa là em cảm ơn mọi người đã rất là nhiệt tình cái pin lớn này nè cái pin 390W này là pin mà em không có có gửi bằng đường bưu điện được thì mọi người đến chở hoặc là em đưa xe đi giao đó, rất là hạn chế ở cái vợ chỗ vận chuyển nhưng mọi người vẫn đến mua rất là nhiều cụ thể là hồi sáng giờ thứ hai là có hai vị khách rồi còn hồi tối hôm qua là tối Chủ nhật đó là có một vị khách nữa đưa xe đến tận nhà chở luôn và bác bác tài xế Cường cũng sắp đến để chở 18 pin cho một chú ở Bình Chánh pin uh, này ha đó, tuy là không vận chuyển đường bưu điện nhưng mà anh em vẫn rất là là ủng hộ ở cái chỗ mà đưa xe tới chở hoặc là kêu ba gác chở về thì ở chỗ mình thì có ba gác của tài xế cường muốn chở giờ nào mà tài xế cường sẽ cố gắng thu xếp chở cho ông ta đó thì pin 390 mình vẫn còn mình vẫn còn nha anh em nào thích thì đăng ký chiều thứ năm mình về mình sẽ ghép xe chở cho anh em nha chiều thứ năm thứ sáu là mình làm việc lại ha chiều thứ năm và thứ sáu mình làm việc lại nha thứ ba thứ tư thì mình xin phép đóng cửa shop À, lý do thì mình cũng đã trình bày với anh em rồi. Nếu mà có mình mình đi gác thì nó cũng ok không sao nhưng mà này là cả hai người đều đi hết luôn thì không có chốt đơn được. Còn mấy anh em còn lại ở nhà đó là mấy anh em đó là chuyên gói chứ không phải chuyên chốt đơn, cho nên là không có giao cho mấy anh em đó được. Đó, tại vì nhiều khi anh em hỏi vợ, ừ inverter đó gắn mấy tấm pin thì mấy anh em kia không có trả lời được. Hoặc là cái con xuơ bây giờ gắn pin như thế nào thì anh em cũng không trả lời được. Cho nên là em quyết định là em ngưng hai ngày đó luôn. À, chứ để cái được cái không rồi nhiều khi anh em ở nhà cũng không làm được chuyện gì cứ nghe điện thoại anh em mà cái lại tư vấn được cái tư vấn không được đó thì nó cũng rất là bất cập cho nên là mọi người ngưng em hai ngày đó ha thứ năm thứ sáu em làm được việc, việc lại nha đó. thì nhận đơn thì hiển nhiên là còn nhận được rồi nhắn tin zalo nhắn tin ớt em ớt thì chiều thứ năm về là em điện thoại lại liền tối thứ năm là em tiến hành em gom đội là em gói nha thì bây giờ là nội dung tiếp theo là tấm pin mỹ nè đây tấm pin mỹ em còn được hai cọc đó thì hồi sáng giờ cũng đã có người chốt pin mỹ rồi tối nay em gói nha em còn được hai cọc và đằng kia là em mới lôi đầu ra em gắn vô cho nó chạy hồi nãy giờ em cũng làm được mấy cọc kia đây quay đó, đó đó là chuẩn bị sẵn để tối nay gói test rồi mới để bên đây còn mà chưa test thì để bên đây đó, em test mà chơi thôi chứ thực chất là nó rất là chuẩn chỉ tấm nào thì nó cũng lên ok hết thì cảm ơn anh trương du kỵ ở cái bè hay cái lại quên em cái bè phải không cây lại cây lại tiền giang mới đến chở pin đen đó anh uh, có zalo uh, lô nem là trương du kỵ ha còn ngoài tên gì em không biết thì uh, anh mới vừa ra khỏi nhà thôi mới ra khỏi nhà em thôi anh chở về rồi đây tấm pin đen nè tấm pin zinco full black 415 w giá hiện tại là sáu uh, rưỡi một w một tấm vị chi đâu đó là hai triệu sáu mấy chục ngàn phải không hai triệu sáu mấy chục ngàn đó thì uh, có anh ở kiên giang nữa đặt hai mấy tấm nữa mà hôm nay rút mắt cái chuyến xe mà chưa chở được anh sơn thì mong anh sơn thông cảm hen em gác thi về rồi anh cứ lên chở thoải mái còn giờ trong những ngày gác thi thì em không có nhà cho nên là 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 là, là hơi khó chở tiền bạc anh chuyển cho em hết cách đây có tuần rồi nhưng mà anh chưa chở anh còn để đó hình như là 20 21 tấm gì đó hình như 20 tấm đấy pin đen ở pin đen zinco này nó có một cái đặc điểm là cái khung nó dày À, chính anh uh, mua hàng hồi nãy anh cũng khen cái khung của tấm pin này nó nó rất là dày khung pin dày nặng và pin nó rất là chắc chắn ha nó hơn cái pin 390W kia ở cái mảng cứng dày chắc nhưng mà nó 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 cũng hơn giá tiền nữa nha nó tới sáu rưỡi quá còn kia có năm ngàn bảy quá thôi ha nhiều bạn uh, không hiểu em báo sáu rưỡi năm bảy là cái giống gì cái tấm này 415W 6.500 quá vậy là giá của mỗi tấm là mọi người lấy 6 rưỡi nhân cho 415 thì sẽ ra giá của mỗi tấm. Còn cái tấm pin chín kia là mọi người sẽ lấy là 5 bảy nhân cho chín kia thì sẽ ra số tiền của mỗi tấm. Em ba em quen báo giá theo kiểu quát rồi. Em không có báo giá theo tấm. Tại vì khi mà mua hàng ở ngoài cái công ty á là em nhớ bao nhiêu quát rồi chứ em không có nhớ bao nhiêu một tấm. Đó em quen như vậy rồi. ha Mọi người bấm máy nhân giùm em. Đó thì pin... Uh, uh, Zinko đen full black nè là còn một đống ha anh kiên giang có lên chở nữa vẫn còn đó rồi cái anh có anh kia đặt cũng ba mấy tấm nhưng mà anh kia ảnh chưa có chuyển tiền à, cho nên là chưa chắc chắn còn anh kiên giang thì hai chục tấm hay mấy tấm thì chắc chắn rồi nói chung là bán cho mấy anh đó nhưng mà vẫn còn nha anh em nào thích thì cũng có thể liên hệ ha có thể liên hệ vẫn còn hàng pin ba trăm em vẫn còn hàng nha em sắp về nữa rồi tại vì ba trăm nhiều người thích cho nên em vẫn về tiếp theo đấy rồi những cái mặt hàng đèn rồi những mặt hàng inverter nhé inverter này kia là em còn đủ à, nhưng mà inverter nằm trong nhà nó hơi tối cho nên em không có quay đó mong mọi người thông cảm phần đó inverter em có nhiều lắm à, thì à, có thể quay sơ sơ nhưng mà nó tối rồi anh em thông cảm là sẵn là nói nó luôn đây là bắt tài xế cường anh em đây ở xế cường tới chở pin uh, cho chú ở bình chánh nè đó Thôi tính ơi phát tay cái bắt tài xế phát tay phát tay rồi <laughs> chất phụ đi 10, mười, mười tấm trắng nha đó thì uh, đây uh, Saco nè đây trong nhà nó hơi tối mọi người không cảm đây Saco bạc ngàn nè đây uh, Saco bên đây rồi Saco ở uh, ở đằng kia đó, Saco ở đằng đằng đó đó lú lú rồi thấy không rồi mấy cái uh, bó bố quơ ha mấy cái uh, bó bố quơ rồi này kia nè bố quơ em chất nè trong nhà nó tối lắm mọi người không cảm nha đó bố quơ em chất nè CK bố quơ em chất nè rồi bó quơ năm ký rưỡi nè đó là em còn nhiều lắm anh em nào cần thì liên hệ giá của em thì em cân đối rất là tốt cho mọi người nha ở à, còn đèn đuốc thì như mọi người thấy đó em chửi cho mọi người nè mới chở một chuyến xe từ MK thì cái thằng 6840 là bạc ngàn luôn à, ông giám đốc ông thương ông cho em khuyến mãi cho nên là em lấy về nhiều ha à, 6840 nè em xoay một cái nữa cho mọi người xem 6840 nè đó thì nó nó nhiều chỗ lắm đằng kia nữa đấy rồi mấy cái đèn như là đèn ốp trần nè nó 400 nè ha, Hay là ZD hay là blue carbon gì đó Thì nè bạc ngàn em quay cái nhà em một lần nữa ha. Ờ, Cái này là cái căn trên ờ, Đó Còn em để chất tới nhà dưới luôn nha Có nghĩa là em chuẩn bị hàng rất là nhiều Để em bán cho anh em cái dịp hè này à, Với giá thật là tốt đấy Thôi tới đây thì uh, xin chào mọi người nha Bây giờ em phải chất pin cho tài xế Cường Để uh, giao cho ông chú ở uh, Ở Bình Chánh nha Địa, địa bàn địa chỉ rồi là nắm hết rồi phải không à, à, coi nắm rồi ha à, tiền bạc rồi là nãy là chú gửi tiền cũng nhiều rồi bây giờ mình thu ít nữa là xong hả đó. đó rồi đây hơi nắng hơi nắng nôi ha hơi nắng rồi thôi em xin chào mọi người ha em hẹn gặp mọi người những video lần sau